Kính Truyền, nơi từ phía câu lạc bộ Elvis Thanh Nhàn sẽ gửi tới toàn thể quý vị quan khách một lời kính chúc sức khỏe và một lời chào trân trọng nhất, và chúc cho chương trình khai mạc câu lạc bộ Elvis Thanh Nhàn được thành công rực rỡ nhất. Quý vị nộp một tràng pháo tay thật lớn hơn để chúc mừng được không ạ? Vâng, xin cảm ơn những tràng pháo tay rất tuyệt vời của quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, cho tất cả cộng đồng một không gian tập luyện đầy đủ ánh sáng sạch đẹp và thoải mái, được sự yêu mến của toàn thể học viên và phù hợp với xu thế thời đại. Hôm nay Thanh Nhàn có tổ chức khai trương phòng tập aerobic với chương trình giao lưu aerobic dân vũ đến từ các câu lạc bộ trong và ngoài xã. Một lần nữa đề nghị quý vị sẽ là một tràng pháo tay thật lớn nữa để chúc mừng, được không ạ? Vâng, xin cảm ơn những tràng pháo tay của quý vị rất nhiều. Kính thưa quý vị, cùng đến tham dự chương trình ngày hôm nay, ban tổ chức của chúng tôi sẽ được trân trọng giới thiệu tới sự hiện diện vô cùng cao quý, đó chính là bà Nguyễn Thị Nhàn, nhân vật chính cho của sự kiện ngày hôm nay. Một tràng pháo tay thật lớn đi ạ. Vâng, xin mời bà. Và thưa quý vị thân mến, và vị khách thứ hai đó chính là vị khách bà Oanh. Oanh, một tràng pháo tay thật lớn để chào đón vị khách rất tuyệt vời. Vâng, xin mời bà Oanh Oanh sẽ cùng trở về phía sân khấu ạ. Vâng, cảm ơn tràng pháo tay rất tuyệt vời. Thưa quý vị thân mến, và vị khách tiếp theo xin mời đó chính là ông Maranam, thầy giáo. Vâng ạ, xin mời thầy giáo Maram sẽ cùng trở về phía sân khấu. Một tràng pháo tay thật lớn nữa đi quý vị ơi. Vâng, rất tuyệt vời. Vâng, xin mời thầy sẽ trở về phía sân khấu ạ. Connected. Vâng, thưa quý vị thân mến, và ở góc phần rất quan trọng không thể thiếu, đó là sự hiện diện của quý vị khách quý cùng toàn thể quý các cô, chú, anh chị em, bạn bè của Thanh Nhàn trong buổi tối ngày hôm nay. Thanh Nhàn với câu lạc bộ dân vũ aerobic trong và ngoài xã đã có mặt để tham dự chương trình khai trương câu lạc bộ aerobic ngày hôm nay. Đề nghị chúng ta một lần nữa sẽ nhiệt liệt hoan nghênh một tràng pháo tay thật lớn nữa không ạ? Với bó hoa vô cùng tươi thắm ngày hôm nay. Vâng ạ. Với bó hoa đầu tiên đó chính là bó hoa của thầy Maranam, và bà Oanh Oanh sẽ dành tặng tới quý câu lạc bộ aerobic Thanh Nhàn. Quý vị ấy nhiệt liệt một tràng pháo tay thầy Trần Tiến Pháo để chúc mừng được không ạ? Vâng, xin cảm ơn những tràng pháo tay rất tuyệt vời. Cảm ơn bó hoa tươi thắm của quý vị quan khách ngày hôm nay đến từ chị Oanh Oanh và ông và vợ chị Hà đi ạ. Vâng, xin mời chị Thanh Nhàn sẽ đón nhận tới bó hoa vô cùng tươi thắm, đó chính là tình cảm rất tuyệt vời để chúc cho câu lạc bộ aerobic Thanh Nhàn đứng dịch hẳn về sau tí để này luôn luôn thành công và mãi mãi hồng phát, đúng không ạ? Xin được cảm ơn bó hoa rất tuyệt vời. Với bó hoa tươi thắm của chị Huy, chị Hà thì xin mời bó hoa tiếp theo sẽ chuẩn bị, đó chính là câu lạc bộ aerobic. Và sau đây xin mời quý vị sẽ cùng đến với bó hoa tươi thắm của câu lạc bộ aerobic xã Hòa Phong. Vâng, xin cảm ơn ạ. Vâng, xin mời chị em trong câu lạc bộ của chúng ta sẽ trở về phía sân khấu để lưu niệm lại những bức ảnh thật tuyệt vời, vô cùng ý nghĩa, có 102 trong buổi khai trương câu lạc bộ aerobic trong buổi tối ngày hôm nay. Vâng, xin mời các chị đẹp ạ. Xin mời những nhà hàng ép ảnh sẽ cùng ghi lại khoảnh khắc tuyệt vời, đó chính là bó hoa vô cùng tươi thắm của câu lạc bộ aerobic xã Hòa Phong. Vâng ạ, một lần nữa xin được kính chuyển lời mời từ phía câu lạc bộ aerobic, từ phía chủ Thanh Nhàn ạ. Xin mời các chị em xinh đẹp trong câu lạc bộ sẽ cùng trở về ạ, xã Hòa Phong ạ. Xin mời câu lạc bộ aerobic xã Hòa Phong sẽ trở về phía sân khấu để chúng ta có bức ảnh lưu niệm tuyệt vời trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Vâng, xin mời các chị em trong câu lạc bộ aerobic ạ, xã Hòa Phong ạ. Vâng, các chị đẹp của chúng ta với nụ cười vô cùng tươi tắn thật tuyệt vời, đó cũng chính là lời chúc tuyệt vời nhất đến với câu lạc bộ aerobic Thanh Nhàn trong buổi tối ngày hôm nay. Thank you.
Vâng rồi, những câu lạc bộ nào đã tặng hoa xong rồi ạ? Vâng ạ, với xin mời chủ nhân của lãng hoa Tiến Tuấn Trịnh Hoan ạ, sẽ cùng trở về phía sân khấu để đến với lãng hoa tươi thắm đến từ câu lạc bộ aerobic Xuân Dục. Vâng, xin mời câu lạc bộ aerobic Xuân Dục sẽ trở về phía sân khấu để dành tặng lãng hoa tươi thắm tuyệt vời ngày hôm nay ạ. Với lãng hoa tươi thắm của câu lạc bộ aerobic Xuân Dục thì lãng hoa của đội văn nghệ thôn Hòa Lạc chuẩn bị ạ. Quý chị em sẽ cùng nhanh chân trở về phía sân khấu để chụp lại những bức ảnh tuyệt vời ngày hôm nay ạ. Vâng, xin mời chủ nhân của lãng hoa sẽ đón nhận tới tình cảm thật tuyệt vời đến từ câu lạc bộ Eric Xuân Dục. Xin được chúc cho các chị em luôn luôn mạnh khỏe, an khang, thịnh vượng, gia đình hạnh phúc, thuận buồm xuôi gió, mà đáo thành công ạ. Quý vị nào một tràng vỗ tay thật lớn cho không khí vô cùng sôi động được không ạ? Vâng, xin mời quý vị rất nhiều. Với lãng hoa tươi thắm của câu lạc bộ Xuân Dục, xin mời đội văn nghệ thôn Hòa Lạc chuẩn bị ạ. Chị Vũ Huyên được rồi. Cảm ơn các chị em phụ nữ rất nhiều đã dành tặng bó hoa vô cùng tuyệt vời ngày hôm nay. Chúc mừng cho câu lạc bộ aerobic Thanh Nhàn sẽ mở ra thật nhiều câu lạc bộ như thế này tiếp theo, trải dài hết cả miền Bắc đúng không quý vị ơi? Rất tuyệt vời. Xin được chúc sức khỏe các cô các chị rất nhiều. Và ngay sau đây xin mời quý vị sẽ cùng đến với Vân An ạ. Và sau với nắng hoa tuyệt vời của câu lạc bộ aerobic Vân An, xin mời nắng hoa của biệt đội Siêu Ngầu chuẩn bị ạ. Câu lạc bộ Siêu Ngầu chuẩn bị ạ. Xin mời quý chị em sẽ cùng chụp bức ảnh tuyệt vời ngày hôm nay ạ. Vâng, xin mời các nhà sẽ đón nhận lấy lá hoa tuyệt vời của biệt đội Siêu Ngầu đâu ạ. Vâng, cảm ơn lãng hoa của biệt đội Siêu Ngầu rất nhiều. Với lãng hoa tuyệt vời này, xin chúc câu lạc bộ Eric Thành Nhàn mãi mãi hồng phát triển theo thời gian đúng không quý vị? Và xin mời lãng hoa của chị Thúy ạ. Cảm thật tuyệt vời đến từ chị Thúy có lãng hoa rất tuyệt vời để chúc mừng câu lạc bộ khai trương Eric Thành Nhàn ngày hôm nay ạ. Xin mời lãng hoa của chị An, em Bình, em Thúy chuẩn bị ạ. Vâng, cảm ơn nắng hoa cuộc rỡ để chúc mừng buổi đại lễ khai trương câu lạc bộ aerobic Thanh Nhàn trong buổi tối ngày hôm nay, và chúc cho quý chị em luôn luôn mạnh khỏe, xinh đẹp, an khang và thịnh vượng. Vâng, xin mời các chị sẽ chụp bức ảnh thật tuyệt vời ngày hôm nay với bó hoa của chị An, em Bình, em Thụy. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều và xin mời món hoa, bó hoa tuyệt vời đến từ em đề rất tuyệt vời. Em hậu sẽ trở về phía sân khấu, đúng là toàn những hoa hậu đúng không quý vị? Hãy nói đúng hơn là toàn hoa hậu số 1 của quê hương chúng ta. Một tràng vỗ tay thật lớn cho các bạn hoa. Cảm ơn quý vị rất nhiều, chúc mừng các chị sẽ cùng chụp ảnh tuyệt vời. Cảm ơn nắng hoa tuyệt vời của đến từ xem hoa hậu. Với nắng hoa này thì xin mời câu lạc bộ Dân Vũ thôn Thuần Mỹ chuẩn bị ạ. Câu lạc bộ thôn Thuần Mỹ chuẩn bị ạ. Những bông hoa phúc hồng rực rỡ tươi thắm đến từ câu lạc bộ Dân Vũ thôn thắm tuyệt vời rực rỡ đến từ câu lạc bộ Dân Vũ thôn Thuần Mỹ đã chúc mừng buổi khai trương câu lạc bộ Eric Thanh Nhàn ngày hôm nay. Và câu lạc bộ Eric Thanh Nhàn rất cảm ơn tới sự hiện diện cao quý của các chị em trong buổi tối ngày hôm nay. Chúc trường mừng phòng tập chuẩn bị ạ. Quý vị đang được đến với những bông hoa phúc hồng tươi thắm
trường ngày hôm nay rất là rực rỡ đúng không quý vị? Xin mời ạ. Và sóng cổng trường chúng ta đã hết rồi, sẽ trở về phía sân khấu để chụp bức ảnh lưu niệm cùng với chủ nhân, đó chính là chị Thanh Nhàn đi ạ. Cảm ơn tình cảm rất tuyệt vời dạt dào mà sóng cổng trường cùng toàn thể quý câu lạc bộ trong buổi tối ngày hôm nay đã dành tặng cho câu lạc bộ Aerobic Thanh Nhàn. Một lần nữa Thanh Nhàn rất cảm ơn tới sự hiện diện tối ngày hôm nay, luôn luôn mạnh khỏe, an khang, thành công trong cuộc sống cũng như trong công việc của mình. Cảm ơn những bó hoa tươi thắm rất tuyệt vời đến toàn thể quý vị trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Trở về phía sân khấu ạ. Vâng ạ, chủ nhân của câu lạc bộ Aerobic Thanh Nhàn sẽ trở về phía sân khấu đi ạ. Câu lạc bộ Aerobic và Rumba Hoa Tường Vi. Vâng ạ, xin mời chị Thanh Nhàn ạ. Lên phía sân khấu để chúng ta sẽ chụp bức ảnh đại tổng thể của các câu lạc bộ được không ạ? Vâng, xin mời tất cả các câu lạc bộ ở phía sân khấu, quý vị sẽ cùng trở về phía sân khấu. Xin chào ạ, Tam Hoa Hậu câu lạc bộ Vũ Thon Thần Mỹ, câu lạc bộ Hoan Phúc Liễu ạ, câu lạc bộ Sắc Bò, tất cả các chị em trong câu lạc bộ, MC còn nói thiếu, xin mời tất cả quý vị sẽ cùng trở về phía sân khấu để cùng chụp những bức ảnh tập thể tuyệt vời nhất trong buổi tối ngày hôm nay đi ạ. Câu lạc bộ dân vũ nữa ạ. Xin mời các chị em trong câu lạc bộ dân vũ ạ. Các thôn ạ, các cùng trở về phía sân khấu được không ạ? Chúng ta sẽ cùng sắp xếp một bức ảnh vô cùng hoành tráng, những bức ảnh vô cùng tuyệt vời đặc sắc trong buổi tối ngày hôm nay để lưu giữ lại những tình cảm thật tuyệt vời để dành cho câu lạc bộ Aerobic Thanh Nhàn. Vâng, xin mời ạ. Xin mời các chị em câu lạc bộ cùng với câu lạc bộ dân vũ ạ. Thôn Thuần Mỹ, thôn Phúc Liễu đó ạ. Đồng văn nghệ thôn Hòa Lạc nữa, câu lạc bộ em và Văn Vích Văn Em, tất cả mọi quý vị sẽ cùng nhau trở lại phía sân khấu đấy ạ. Tất cả các câu lạc bộ dân vũ ạ. Vâng, ngày hôm nay quý chị em của chúng ta có những trang phục vô cùng tuyệt vời. Vâng, tất cả quý vị những áo dài đỏ ta thước nữa kìa. Xin mời sẽ trở về phía sân khấu đi ạ. Với những nụ cười vô cùng tươi tắn trong buổi tối ngày hôm nay làm lên một không khí vô cùng đặc sắc của buổi đại lễ khai trương câu lạc bộ Aerobic Thanh Nhàn ngày hôm nay. Vâng, xin mời quý toàn thể quý vị đoàn khách khách mời tất cả các câu lạc bộ một lần nữa sẽ cùng nhanh chân cùng sắp xếp thành những đội hình ạ. Vâng, những quý chị em mặc quần áo mường sẽ cùng chia ra được không ạ? Vâng, các cô đây ạ. Vâng, các cô sẽ chia một nửa sang bên kia chụp ảnh để hai bên đều có dân tộc Thái đúng không ạ? Rất tuyệt vời.
nhanh lên đi ạ. À.